Phum đi khơ mây ơi khơ mây. Đó khơ mây chờ anh trắng đi về về xe là này là ở chùa Phục Cát. Ba giờ mình phát cơm xong rồi mình về. Thì lúc ra khỏi cổng ra khỏi làng gặp bà bán heo thịt heo quay. Đó, bà xin hộp cơm. Rồi cho bà ăn hộp cơm. Rồi hỏi bà bán heo quay sao rồi bà nói bán không được. Ế quá. Rồi thôi. Hỏi bà mua dùng bà 1 ký luôn. 1 ký heo quay. 100 ngàn. Nó này người ta chặt 3 cái cây me nước. Đi dọc dọc đây của nó chặt dài dài từ trong kia ra. Hỏi nó nói chặt cho hươu câu cổ ăn. Không biết phải không? Ở đâu có hươu câu cổ rồi. Nói đâu ở bên Hà Tiên ở đâu. Chắc ở mấy khu du lịch. Vô tư xin lụa tam khung nhá. Dạ, lụa tam khung thôi. Anh ấy có áo rồi. Anh ấy chơi con không chơi. Anh ấy chơi con chơi. Anh ấy chơi con chơi. Anh ấy chơi con chơi. Anh vô quỳ đúng không? Dạ. Thật lắm quá mà. Cười nơi này có chiếm. Nó quỳ như nơi có anh ba hơn chứ. Đấy bán đấy bán đấy không? Chỗ tia trái này nè. Chắc hả? Cùng đi cho mây nhớ cho mây. Mà mây chở anh trắng đi về xe là Ba bờ cá này chôm chân miền tây vô mà chú như xuống ủa ba khơi nát mấy nhá nè sao mà có cái nè còn con nít không à mình nó gì bán nói sao đây cái lấy thứ chặt rán đó nữa à. Ba bàn chơi đây châu phun à, lấy ta tới với nhá bye bye hôm nay cho con cục cá được con nào chưa à, mới ra hả chào giác cái rộng bộ thấy làm ăn dữ dằn này nha nói chung hả ở đây chắc cá rô thôi hả buồn buồn ra ngồi câu cũng đỡ chứ ở nhà riết khùng quá câu của bà cháu cả hả câu của bà cháu cả vậy hả à, nghe nói dưới chợ cũng bị kìa dưới chợ Ti Tôn á nhà thuốc nào á
đi cấy dặm á, bà con ở đây nè, người ta cấy cấy dặm á, tại vì người ta xả lúa, lúc người ta xả lúa rồi có chỗ nó trống vậy nè, đó, chỗ nào mà trống vậy, hoặc là chỗ nào nó dày quá thì người ta nhổ nó ra, người ta cấy lại một cái chỗ trống trống vậy nè, đó, người ta đang cấy dặm ở đó, thì có người ta có cái cây cọng móc, cọng móc chỗ mấy cái lúa mà dày á, người ta đưa qua cái chỗ thưa, nó bỏ bên kia xa quá thôi. Và bán là theo quay nãy á, bà nói bà thì ở trong cái làng Nam Di này mà ở chỗ người ta làm gốm thô, bà nói bữa hổm bà có nghe con bà kể lại, nói là tôi đem cơm vô nó xin được hộp. Bây giờ thì gặp bà ở cái làng khác, bà đi bán á, bà thấy vậy bà cũng xin hộp. Bữa nay là hộp cơm, bữa nay là ngon à. Rau củ quả có đầy đủ, rồi có trứng nữa, cái trứng với một miếng thịt heo kìa. Rồi bà than bán không được, rồi thôi tôi mua cho bà luôn, mua thịt heo quay của bà luôn, mua 1 ký, không tới 1 ký mà coi như tính 1 ký, 1 ký 100 ngàn, mua về kho với trứng được à. Chút ghé chợ kiếm mua dưa, mua dưa về kho nồi với 1 ký thịt heo quay, để bỏ mớ trứng vô được ăn được mấy ngày, chắc ít nhất cũng được 2 ngày. Ở cây me kiếm mua dưa cải đem về kho. Có dưa cải không? À, dưa chua à. Đó kêu cái gì? Kêu cải chua hả? À, phải chú cái lúa nó ná nè. Ừ. Không nè. Ừ. Cô Mười kia, cô Mười giới thiệu lại đây nè, biết cô Mười không? Biết cô Mười không? Cô Mười nói sao sao có mua cái gì lại đây mua. Cuốn họng hả? Ai tin ngay luôn. À, tinh bọn dê mùi nơi lúa thang nốt. Tinh vô tới ngáo xôi. Không bán. À nó có bán nó không? Dỡ không muốn? Lá lắp nó không? Hả? Tinh mà cái lỗ. À đây à, vô tờ, vô bên đang bán. Suốt nó không bán nữa. Vô mà cà nát bán ba chuối tinh theo món cật hả? Tìm món lấy lại được nữa mấy được nữa. Ủa suốt gần chân đây hai mưa lại na lo hãy cắt mà cà nát. Vô một tí nâng bán nè, vô ừ vô nè, à tôi vô à tôi chở bên ơ đã nhiêu rồi 140.
hỏi nhiều không nhiều đó đủ rồi ăn luôn với nơi na luôn thế nè à nè bán 150 hả 150 thiếu mai ra trả được không có gì gặp cô Mười ra hỏi cô Mười lấy anh ăn đang ngày muốn chạy nơi trong kia nó ai tự tình cùng có luôn ai ái xe và vô thực xe ngao có mười tháng tự tình lại về nó phun co nó bị sôi vậy nè ngao với cho bạch tức màn xá này rồi sôi ai chạy gì nữa mà đông nắng miền đại mua cái máy nữa hả bố cô mười tha ao mau mau không nấy miền nơi trồng cây nó miền miền sậy không ai môi lúa tại tình người nắng đây hãy qua cô mười cho bái đúng không bà con trên này cũng biết cái vụ ở dưới thì tôm dính ở dưới cô quýt ở dưới thì tôm đã dính từ luôn từ la dưới nghe người ta nói cũng là 6 ca Covid luộc đánh mà hai anh này quên anh má nè mau xong tập quân mà nang nữa nè anh áp đây nữa nè anh áp đây nữa đa xong ghế đây nè chưa chua nang mới đấy chờ tha ấy cái mơ anh mà nẹ miến nó toàn bật cỏ đào sông cái gì đấy nè bán nó bán hả à đi đào hộ tinh nhà à đi hộ tinh spay à spay chúa nè admin